kiểm tra đánh giá hiệu lực của thuốc Iyazaki 270SC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam trong việc phòng trừ sâu đo, sâu que và bọ xít, ve sầu gây hại trên lộc non của cây vải giai đoạn sau thu hoạch tại vườn vải của hộ anh Trần Văn Bảy, địa chỉ ở thôn Trại 3, xã Kỳ Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Sau 3 ngày phun thì chúng tôi có quay lại để kiểm tra hiệu lực của thuốc đối với nhóm sâu đo, sâu que và bọ xít, ve sầu ở trên cây vải. Qua quá trình kiểm tra và đánh giá thì sau 3 ngày phun thì tỷ lệ chết của sâu đo, sâu que đạt 100%. Và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh Trần Văn Bảy chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thuốc Iyazaki để phòng trừ sâu đo và sâu que gây hại trên lộc non của cây vải. Vâng, em chào anh ạ. Vâng. Hôm trước thì anh có sử dụng cái sản phẩm Iyazaki này của bên em để đánh sâu đo và sâu que ở trên cây vải đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Sau 3 ngày phun thì anh thấy hiệu quả của thuốc là như thế nào ạ? Với cả cái nhóm sâu này. Sau 3 ngày phun ấy thì mình thấy là thuốc diệt sâu bọ là rất chưa là tốt. Vâng. Nói chung là sạch sẽ luôn. Vâng. Đấy, không còn con sâu con gì ở trên lộc vải, và lộc vải phát triển rất chưa là đẹp. Vâng. Đây thì là thuốc đánh chết cả sâu đo, sâu que và bọ xít, ve sầu. Vâng. Thế thì cái lộc vải sau khi nó đã đánh chết được hết tất cả các sâu thì nó đã ra đẹp như, đều đẹp như thế này, thì anh đánh giá cái hiệu quả của thuốc Iyazaki 270SC so với cả những thuốc khác mà anh đã từng dùng thì là như thế nào? Thì là sau 3 ngày phun thì mình thấy là thuốc Iyazaki này phun thì hiệu quả rất là tốt. Vâng. Nói chung là hiệu lực của thuốc này so với cả những thuốc khác thì như thế nào? Hiệu lực là nói chung là phun là tốt đấy, nói chung là phun xong cái là sâu các thứ là mình thấy chết hết, là không thấy con chưa thấy phát triển trở lại. Sâu chết và lộc non lộc thì lên thì rất chưa là đẹp. Rất là đều và đẹp. Trước 3 ngày phun ấy, trước khi phun thì sâu rất chưa là nhiều. Vâng. Nhiều lắm mà lộc vải không lên được. Phun 3 ngày sau thì đấy, các bạn xem ấy, lộc vải lên rất chưa là đẹp. Vâng. Anh thấy cái giá thành và cái hiệu quả của thuốc như thế này thì anh có chấp nhận được không ạ? Nếu mà phun thuốc mà chất lượng như thế này thì mình nghĩ là giá thành cũng bình thường thôi. Vâng. Phun hiệu quả như này thì giá thành như thế này là chấp nhận được. Vâng. Được biết là trong vụ vải vừa rồi thì anh cũng sử dụng cái sản phẩm Iyazaki 270SC này để phòng trừ con sâu đục cuống quả trên cây vải. Thì đúng là rồi. Thuốc này là có hiệu quả trừ sâu tổng hợp ở trên cây vải như thế, thì là vụ sau anh có tiếp tục sử dụng cái sản phẩm này để phòng trừ sâu tổng hợp ở trên cây vải không ạ? Nói chung là tiếp tới mà vải mà ra lộc mà có sâu thì mình vẫn sử dụng cái dòng Iyazaki này. Vâng. Công ty thì thuốc này diệt trừ sâu hại rất là tốt. Vâng. Và hiệu lực kéo dài. Vâng. Như những loại thuốc sâu khác thì một đợt lộc này anh phải phun đến 2-3 đợt đúng không? Đợt phun thuốc đúng không? Có lần là phun đến 3 lần. Vâng. Nhưng mà mình có khả năng dùng cái dòng Iyazaki này thì mỗi đợt lộc có khả năng mình chỉ cần phun một lần. Vâng. Nên là sâu hại là bị tiêu diệt hết. Vâng. Cái mùi của thuốc có dễ chịu không ạ? Mùi của thuốc thì nó cũng bình thường thôi, mình phun cảm thấy không có ảnh hưởng gì. Vì vâng, thuốc này mùi của nó rất là nhẹ. Nó không như cái dòng thuốc khác mùi rất nặng, phun cũng khả năng là cảm thấy khó chịu, có khả năng say thuốc. Nhưng sau thuốc này mình phun thì thoải mái, không có ảnh hưởng sau gì. Sau khi đi phun về thì anh không thấy mệt đúng không ạ? Đúng rồi, không. Vâng. Nói chung là không mệt và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình cả. Vâng. Thay mặt công ty thì em cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm Iyazaki 270SC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam ạ. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và trúng mùa thì được giá. Vâng, cảm ơn.